Cục chân ơi, cục chân của anh ơi, anh về rồi nè. Cục chân của anh đâu rồi, cục chân của anh ơi? Nè, tôi ngồi một đống thư lư hồi nãy giờ không thấy sao mà hỏi anh sớm vậy? Anh chịu về rồi đó hả? Ừ. Em nói gì kỳ vậy? Bộ anh về em quá vui hả? Sao anh không đi luôn đi? Ừ, anh cũng tính đi luôn á. Cái gì? Nhưng mà anh nhớ cục chân của anh quá, cho nên anh phải về thăm cục chân của anh. Thôi, anh đừng có ba xạo, xe ra, xe ra đi. Anh không xe, anh không xe. Được, anh ngồi xuống nghe tôi hỏi nè. Anh lái chiếc xe máy cày, anh đi cày đất ruộng nhà ai? Thì anh lái chiếc xe máy cày, anh đi cày trên đất nhà dì hai. Chưa đâu. Nhà dì hai có cô con gái mà nuôi hồng. Đúng rồi. Chưa chồng chắc anh cài công không? Đúng rồi, đi lộn đâu có đâu. Em nghĩ sao mà anh cài công không vậy trời? Anh sao ký bên anh nhờ anh.